chính xác quy. Thứ nhất dẫn hai an can ít vô nè, nhớ hai cái an ca an can công thức CnH2n tổng quát nè, được chưa? Tác dụng với dung dịch brom nè, bao nhiêu cm bao nhiêu, một phước mấy, làm ơn làm phước cái gì cũng phải tóm tắt nha, v nhiêu, đổi qua lít luôn đi, 0.2 lít nè, hiểu thấy cm có chưa, v có chưa? Vậy bước đầu tiên tính cái gì á, khoan, trước khi cái khối lượng bình tăng đi, khối lượng bình tăng có phải là m của x không, thấy chưa? 12.25 gram, hiểu không? Khối lượng bình tăng bỏ cái gì vô nó tăng lên là do cái thằng đó này, bỏ vô bờ rơm nè, vậy này là khối lượng của này, hiểu chưa? M nhỏ có chưa, M lớn có chưa, chưa, không tính được số mol. CM có chưa, V có chưa, tính được số số mol, tính được số mol của bờ rơm. Động thức CM chia V, bấm đi. Vì sao CM lộn sai công thức, sai công thức đó, sai công thức. CM bằng n chia v, vậy n bằng CM nhân v nha. Đó, ẩu cả gì 1.25 nhân 0.2, nghe lời bạn là chết luôn, bao nhiêu 0.25, hiểu đơn vị mol. Sau đó gọi công thức phân tử của hai cái an can đó là công thức gì? CnH2n gạch ngang ngang m lớn bằng 14 gạch ngang, hiểu. Cái chỗ này viết vô cũng được, không viết cũng được, miễn sao nhớ được rồi. Viết công thức Cn ngang H2n ngang cộng brom có bao nhiêu liên kết đôi, bao nhiêu liên kết đôi, một, nhớ, bao nhiêu liên kết không bền, một liên kết không bền thì cần bao nhiêu brom? Hai. Đúng rồi, cần bao nhiêu khí brom? Đó, nhớ giùm em, một khí brom tỷ lệ 1:1 bắn với công thức CnH2n ngang ngang tỷ lệ 1:1 về. Có số mol brom chưa? Nhiều. 25. Bắn đến cái nào cần thiết, không thích thì bắn hết. Bắn hết đi. Rồi, có số mol của thằng này chưa? Có m lớn đó chưa? Vậy mình tính được gì? Ơi xin lỗi, có m nhỏ rồi, có n rồi, tính được m lớn. Vậy m lớn bằng, không biết, viết lại công thức n bằng m chia m lớn, vậy suy ra m lớn bằng m. Chuyển này qua đây nè, chuyển này qua đây nè, m chia n ra nhiêu? 12.25 chia cho 0.25, bấm máy tính. Khoan, chờ từ, m lớn này bao nhiêu nữa? 14n ngang bằng 12.25 chia cho 0.25. Rồi bấm máy tính đi. 3.5 bắt đầu chọn đi. Chọn ra máy. C3H. 6. Tiếp. C4, 8. Hiểu. Tiếp nó kêu gì? Biết công thức cấu tạo rồi gọi tên tự biết được chưa? Hai này viết từ nãy giờ 3 lần rồi nha. Tự biết được chưa? Hay là cần viết lại công thức cấu tạo tự viết được không? Rồi viết vô.